Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Nhâm Ngọ, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh dương liễu mộc ngày Nhâm Ngọ, tức can khắc chi, nghĩa là thủy khắc với họ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm dương liễu mộc kỵ tuổi Bính Tý, Canh Tý, ngày thổ hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày Ngọ lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất thành hỏa cục, xung với Tý hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt Hợi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn. Tuổi xung trong tháng, tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thánh Tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao U Vi Tinh tốt mọi việc, sao Thanh Long Hoàng Đạo tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoàng Sa xấu đối với xuất hành, sao Trùng Phục kỵ về giá thú, an táng, sao Nguyệt Kín chuyển sát kỵ về khởi công, động thổ, sao Ly Sàng kỵ về cưới hỏi. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng chính Nam và Tài Thần hướng chính Tây. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tý đang cảm thấy thường xuyên căng thẳng và mệt mỏi do chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu gây ra. Bạn mệnh tuổi Tý có nhiều suy nghĩ cực đoan, tiêu cực, dẫn đến việc hành động cũng thiếu đi sự kiểm soát. Bạn cần phải hít sở thật sâu để giữ bình tĩnh được tốt hơn. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý, ngày này bạn cũng có thể nhận được sự quan tâm đến từ những đối tượng khác giới. Tuy nhiên, đa số không phải là những người chân thành muốn làm thân với bạn. Dù bạn đã lập gia đình hay là chưa, bạn cũng nên giữ khoảng cách với họ. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, cho thấy bạn không gặp phải những khó khăn trong vấn đề về tài chính. Dù có mức lương thấp hay là cao, chỉ cần bạn chi tiêu có tiết kiệm thì bạn ắt sẽ có của ăn của để trang trải cuộc sống hàng ngày cũng như là ứng phó với những biến cố bất chợt xảy ra. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, căng thẳng, nóng nảy khi làm việc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, suy nghĩ cực đoan khi gặp phải khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, không nên nhụt chí, từ bỏ một cách quá dễ dàng. Tử vi tuổi Canh Tý
thuộc mệnh thổ, giữ khoảng cách với người khác phái. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, chi tiêu tiết kiệm để thực hiện những kế hoạch trong tương lai. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 8, số 19, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại. Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Sửu đang có những tính khí bất thường. Bạn tuổi Sửu không giữ được hình ảnh chính chắn, cẩn thận như thường ngày nữa, mà bạn trở thành một người sẵn sàng gây gổ và thay đổi nhanh chóng tới mức khiến cho người khác khó hiểu về con người của bạn. Với bạn tuổi Sửu, cũng chính vì cái tính này cho nên bạn thường mất đi sự kiên nhẫn khi làm việc, đặc biệt là đối với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ cao. Có lẽ với bạn tuổi Sửu, bạn đã bắt mình phải chịu áp lực quá lớn trong khoảng thời gian vừa qua. Vì vậy, bạn hãy dành mấy ngày cuối tuần để cho bản thân mình được nghỉ ngơi, lấy lại sức, lấy lại tinh thần cho tốt hơn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cũng may là với bạn, nửa kia luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu cho bạn. Nếu như có chuyện gì căng thẳng thì bạn hãy tâm sự với người ấy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Và hơn nữa, nửa kia cũng có thể giúp cho bạn đưa ra những hướng giải quyết, những lời khuyên hữu ích trong lúc này nữa. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, tính khí thất thường khiến cho người ngoài khó hiểu. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, hay thay đổi, không kiên định với mục tiêu. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, dễ mất kiên nhẫn khi thực hiện công việc phức tạp. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, làm việc quá sức, cần phải có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, tâm sự với nửa kia để tìm ra cách giải quyết vấn đề. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 67, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọa Tuất phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dần luôn có được sự nhiệt tình với tất cả mọi người và mọi công việc trong ngày hôm nay. Bạn tuổi Dần, bạn là người quyết đoán, cho nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay. Song cũng chính vì vậy mà những quyết định của bạn lại thường hấp tấp và vội vàng. Trong ngày này với bạn tuổi Dần, bạn cần phải duy trì sự nhiệt huyết và kiên trì của mình trong suốt khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ. Đừng có chỉ hăng hái lúc mở đầu rồi về sau thành ra bỏ bê, lười biếng, thậm chí là khiến cho người khác phải đốc thúc bạn nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Bạn tuổi Dần, bạn là người quyết định những công việc trọng đại trong nhà. Thế nhưng trước đó, bạn không quên trao đổi ý kiến với người bạn đời của mình nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, quyết định vội vàng, dễ mắc phải sai sót. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, dễ bỏ dở giữa chừng khi gặp phải những điều không như ý muốn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, gia đình hạnh phúc, các thành viên trong nhà có được sự hòa hợp.
Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, quan tâm tới suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 38, số 41, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mão cần phải chú ý tới việc quản lý về tài sản, tiền bạc của mình trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Mão, nếu không cần thiết thì tốt nhất là bản mệnh không nên chi tiêu quá hào phóng hoặc là nhẹ dạ cả tin, rơi vào bẫy của những đối tượng lừa đảo. Và trong ngày này với bạn tuổi Mão, nếu như bạn đang làm trong những lĩnh vực như là kinh doanh, buôn bán, đầu tư thì bạn hãy nhớ là không nên đi đến quyết định về đầu tư vào thời điểm này, bởi có thể bạn sẽ chạm trán với kẻ thù hoặc là những mối làm ăn bất lợi. Vì vậy với bạn tuổi Mão cần phải bình tĩnh, tỉnh táo để chờ đợi một thời điểm khác sẽ thích hợp hơn với mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, cho thấy đối với những bạn làm công ăn lương thì phát huy được điểm mạnh của mình và có thể được phân công phụ trách những nội dung công việc quan trọng. Vì vậy với bạn tuổi Mão cần phải tiếp tục cố gắng, bởi tương lai của bạn là vô cùng sáng lạn. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy chú ý về vấn đề quản lý tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa chi tiêu tiết kiệm, không nên phóng tay cho những việc không cần thiết. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ không nên đầu tư, chờ thời cơ thích hợp hơn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc nghiêm túc trong công việc, không nên hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim tự tin hơn nữa vào khả năng, năng lực của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 10, số 34, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu xanh ngọc, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này sẽ làm cho bạn dễ rơi vào hoàn cảnh bị bạn bè, đồng nghiệp chia bè kết phái, kéo lôi bạn vào những vấn đề liên quan về lợi ích. Bạn tuổi Thìn nên xác định được lập trường của mình để tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Bên cạnh đó, trong ngày này với bạn tuổi Thìn, khi xảy ra những mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn cần phải giải quyết mọi việc bằng lý trí, chứ không nên nghe theo cảm tính của mình. Đôi khi, những điều bạn nhìn thấy hay là cảm nhận được chưa chắc đã là đúng đắn. Vì vậy với bạn tuổi Thìn cần phải quan sát vấn đề đa chiều hơn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn tuổi Thìn với cha mẹ của mình đang rất hòa thuận. Bạn biết rằng cha mẹ là người đi trước và là người có nhiều kinh nghiệm. Cho dù ý kiến của đôi bên có bất đồng thì bạn cũng không vội vàng phản bác, mà trước hết là tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cha mẹ trước cái đã. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa dễ rơi vào hoàn cảnh bị bạn bè, đồng nghiệp chia bè kết phái. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ hãy xác định rõ lập trường của mình, đừng có để bị lôi kéo. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc giải quyết mâu thuẫn bằng lý trí chứ không phải là bằng tình cảm. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim
mối quan hệ gia đình có được sự hòa hợp. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tôn trọng và quan tâm tới người thân của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 70, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Tỵ, thứ năm, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho chúng ta thấy là công việc của bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu tiến triển thuận lợi nhờ có được sự giúp đỡ của tam hội phù trợ. Với bạn tuổi Tỵ, thái độ làm việc hòa nhã và ham học hỏi khiến cho bản mệnh được nhiều người yêu mến và bạn là người được lòng lãnh đạo, được lãnh đạo trao cho niềm tin và có thể trong ngày hôm nay bạn sẽ gặp được quý nhân nữa. Quý nhân có thể là người bạn đã quen biết suốt bấy lâu nay, người đó sẽ chỉ ra cho bạn hướng khắc phục những vấn đề đang còn khúc mắc ở hiện tại và hướng đi phù hợp trong tương lai. Bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải khiêm tốn để lắng nghe gợi ý của người đó. Và xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ, ngày hôm nay là ngày tốt để cho bạn thực hiện tất cả mọi công việc. Vì vậy với bạn tuổi Tỵ, nếu như đã có kế hoạch thực hiện việc gì thì bạn hãy thực hiện ngay, chớ nên chần chừ, do dự để lỡ mất thời cơ tốt đến với mình. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa được nhiều người yêu mến vì thái độ hòa nhã. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ gặp được quý nhân, nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc hãy biết nắm bắt cơ hội đang xuất hiện trước mắt mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim thể hiện khả năng để khẳng định giá trị của bản thân. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy có được cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 49, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, thứ năm, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Ngọ Ngọ tự hình. Cái điều này sẽ gây ra tác động xấu cho bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay. Bạn tuổi Ngọ, vì bản tính hiếu thắng của mình, bạn không chịu được những lời nói kích bác của những người khác và dễ đưa ra những quyết định cũng như là hành động nông nổi. Trong ngày này với bạn tuổi Ngọ, bạn không thích nghe những lời phê phán mà chỉ thích nghe những lời khen ngợi, xu nịnh từ phía người ngoài. Tuy nhiên, bạn cũng nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ giúp cho bạn tiến bộ dần dần và chúng cũng sẽ có giá trị hơn những lời khen khách sáo nhiều. Ngày này với bạn tuổi Ngọ, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn có thể đi về những hướng tốt như là Hỷ Thần hướng chính Nam và Tài Thần hướng chính Tây. Đây là hai hướng giúp cho bạn có được nhiều sự may mắn, thuận lợi hơn trong công việc. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, tính tình hiếu thắng, không chịu được lời kích bác. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, quyết định nóng vội, dễ mắc phải sai lầm. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, thích được khen ngợi, không thích nghe lời chê trách. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, nếu phải ra đi thì nên xuất hành theo hướng tốt. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, chớ tin theo những lời xu nịnh. Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 59, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ
tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, thứ năm, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Mùi đang rất vượng vận về đào hoa trong ngày hôm nay. Và nếu như bạn đang còn độc thân, bạn có thể nhận được lời mời làm quyên của những người khác giới. Và bạn cũng cần phải cởi mở hơn trong giao tiếp với mọi người, bởi biết đâu bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình ở nơi đó thì sao. Và ngày này, nếu như bạn đã lập gia đình, bản mệnh có được một ngày yên bình, bạn và nửa kia rất yêu thương nhau, cho nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc ở nhà. Cái khoảng thời gian ở nhà chính là khoảng thời gian bạn được thư giãn thực sự. Tuy nhiên, trong công việc của bạn tuổi Mùi ngày thứ năm này lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy rằng với bạn tuổi Mùi là một người rất nóng vội và đôi khi nói năng cũng như là cư xử quá thẳng thắn. Điều này nhiều khi sẽ khiến cho bạn gây mất lòng người khác, ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển sự nghiệp tương lai của bạn về sau này. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, vượng vận về đào hoa, hãy mở lòng hơn với những người tiếp cận mình. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy có được cơ hội gặp được người trong mộng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, yêu thương và giúp đỡ nửa kia trong mọi việc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, cẩn thận khi giao tiếp với cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, ý thức được vị thế của mình, không nên làm mất lòng người khác. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 37, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thân, thứ năm, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có thực thần phù trợ, cho nên với bạn tuổi Thân dễ dàng phát tài trong ngày hôm nay, và nhất là đối với những ai đang làm những ngành nghề tự do kinh doanh buôn bán, đã cố gắng hết mình trong suốt thời gian vừa qua và bạn sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra. Bạn tuổi Thân, với bạn, bản tính ôn hòa và rộng rãi chính là nguyên nhân khiến cho bạn được nhiều người yêu mến. Bạn dễ dàng gây được ấn tượng tốt với mọi người ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Và hôm nay là ngày thích hợp để cho bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao với mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với nửa kia lại không được tốt đẹp cho lắm. Hai bên có thể hiểu lầm nhau về một số vấn đề nào đó. Và với bạn tuổi Thân, đừng quá vội nóng giận mà quy kết quả trách nhiệm cho ai. Bạn cần phải bình tĩnh nói chuyện với nhau, hóa giải những xích mích không đáng có. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, dễ phát tài nhờ công việc kinh doanh, buôn bán. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, thu nhận thành quả vì những gì mà bạn đã cố gắng trong suốt thời gian vừa qua. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, tin tưởng vào tương lai và cố gắng hơn nữa. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, nên mở rộng quan hệ, không nên khép mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, hiểu lầm nửa kia, đôi bên cần phải bình tĩnh, trò chuyện với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 9, số 36, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử
Tử vi tuổi Dậu, thứ năm, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Với bà tuổi Dậu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi Dậu đang gặp ngày có thương quan giáng họa. Cái điều này làm cho mối quan hệ giữa bạn tuổi Dậu với lãnh đạo trở nên căng thẳng vì những quan điểm bất đồng nhau. Và khi bạn tuổi Dậu, bạn là người có chí khí, đừng có để cho những hành động thiếu kiềm chế của mình mà gây ảnh hưởng tới sự nghiệp, tương lai của mình về sau này. Trong ngày này, đối với những bạn làm những ngành nghề kinh doanh, đầu tư cũng cần phải cực kỳ cẩn trọng trong ngày, nếu không dễ dàng rơi vào cảnh làm ăn bị thất thoát. Tốt nhất là bản mệnh không nên ký kết hợp đồng vào ngày hôm nay và cần phải bình tĩnh chờ đợi một thời cơ khác tốt hơn cho mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ về tình cảm của bạn đang phát triển không được lý tưởng cho lắm. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình. Quá vội vã chỉ khiến cho bạn dễ chuốc lấy tổn thương mà thôi. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, có thái độ làm việc chăm chỉ, cần cù, cẩn thận. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, nhận được phần thưởng ngoài ý muốn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, làm ăn, kinh doanh có lộc. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, không nên đưa ra những quyết định quá vội vàng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, lắng nghe cảm xúc của chính bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 40, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, thứ năm, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất là người dám nghĩ, dám làm, không ngại ngần đối diện với những khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tuất trong ngày này cũng không nên tự đẩy mình vào hoàn cảnh bị cô lập. Bạn cần phải tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, bởi không phải việc nào bạn cũng có thể hoàn thành nếu chỉ có một mình. Và ngày này, nếu như bạn làm lãnh đạo, bạn cũng nên quan tâm tới tâm tư, tình cảm của nhân viên nhiều hơn. Đừng quá độc đoán, chuyên quyền, bởi đó chính là chướng ngại, khiến cho công ty không thể nào phát triển được. Bạn cần phải lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất, đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất đang có được một mái ấm, rất hạnh phúc. Nếu như bạn đã kết hôn, hẳn người ấy sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm cho những hành động của bạn, cho dù bạn có nóng nảy hay là làm người ấy phật lòng đi chăng nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, dám nghĩ dám làm, không ngần ngại đối diện với những khó khăn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, không nên tự cô lập bản thân mình với người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, nửa kia thấu hiểu và thông cảm cho bạn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, được nhiều người quý mến vì bản tính ôn hòa, rộng rãi. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, nên lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 66, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Hợi, thứ năm, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa. Cái điều này sẽ làm cho bạn dễ gặp phải những điều không như ý trong các mối quan hệ xã giao.
Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta cũng đối xử tốt với bạn như vậy. Bạn tuổi Hợi nên xác định trước tinh thần như thế để không trở nên quá thất vọng hoặc là bị tổn thương vì chuyện này. Trong gia đình, mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như mong muốn. Hai người tỏa ra khá lạnh nhạt với nhau. Vì vậy, với bạn tuổi Hợi, bạn hãy tìm hiểu nguyên nhân của sự rạn nứt này là gì và hàn gắn ngay khi còn kịp. Đừng có nên bỏ mặc mọi chuyện, muốn tới đâu thì tới. Về phương diện tài lộc của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, bạn đang có được thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ làm cho bạn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá dựa vào công việc làm thêm của mình hoặc là dựa vào chính sự may mắn của mình trong ngày hôm nay nữa. Và với bạn tuổi Hợi, bạn nên lấy đây là động lực để không ngừng cố gắng phấn đấu trong tương lai của mình. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, các mối quan hệ xã hội không được như ý. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, vợ chồng lạnh nhạt, có dấu hiệu rạn nứt. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, hãy có trách nhiệm với gia đình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, nên hành động có lý trí, chớ để cho cảm xúc lấn át. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, nhận được một khoản tiền kha khá từ công việc làm thêm. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 50, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào, gặp lại.